Rồi xin chào các bác nhé, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Truyền Chinh Sài Gòn. Bên tôi thì đang có sẵn con Elantra 6 AT đặc biệt, màu xanh và màu đỏ để giao ngay cho các bác. Hiện tại thì nói thẳng ra hai cái màu này nó hơi ế. Và như các bác thấy cái màu xanh đang ở trước mặt các bác cũng là một cái màu hơi kén khách. Cho nên hai cái màu này bên tôi sẽ bán mức giá tốt hơn các cái màu còn lại. Cụ thể đối với bản 1.6 AT đặc biệt màu xanh và màu đỏ thì các bác sẽ được giảm giá 56 triệu đồng tại Hyundai Truyền Chinh, áp dụng từ ngày 16 tháng 2, tức là từ ngày hôm nay trở đi đó các bác. Hai cái màu này nếu mà giá thực bán đến các bác sau khi trừ hết khuyến mãi, giá xuất hóa đơn nó chỉ còn là 613 triệu. Còn ở các cái tỉnh thành khác thì ra giấy tờ thì nó tầm đâu đấy khoảng chưa tới 700, còn lăn bánh hộ khẩu thì sẽ tầm 717 triệu. Đó là mức giá cho các bác tham khảo. Mỗi tỉnh thành nó sẽ có một cái chi phí lăn bánh khác nhau, các bác có thể gọi điện cho tôi theo cái số trên tiêu đề hoặc là kết bạn Zalo số đấy, tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Nếu ai đam mê cái màu này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé, sẽ có mức giá rất là tốt như tôi mới chia sẻ đấy. Bản này về cấu hình thì nó sẽ sử dụng động cơ 1.6 hút khí tự nhiên đi kèm là số 6 AT và dẫn động cầu trước. Về nội thất thì các bác sẽ thấy nó được bọc da hết nhé, bọc da màu đen nhé. Này, bọc da từ phần phía bên hông cửa và bên trong nội thất là bọc da hết. Ghế thì ghế cơ nhưng mà bọc da thì các bác sẽ thấy là cái này vỏ bọc ni lông, các bác khó thấy. Cái ghế này nó thiết kế rất là ôm người, tại vì đây là con xe hướng tới thể thao cho nên thiết kế ghế rất ôm người và nó đặt cái mặt sàn khá thấp, tạo cái cảm giác lái nó thể thao hơn. Cái màn hình nó sẽ hướng về người lái, đây là thiết kế hướng về người lái đấy. Và cái màn hình trước vô lăng gọi là màn hình táp lô, nó cũng là màn hình kỹ thuật số rất là đẹp, rất là sắc nét. Hàng 2 thì rộng ha, rộng nhất phân khúc này. Có cửa vỏ hàng ghế sau đầy đủ, không gian hàng ghế 2 thì rất là rộng. Bên hông này thì các bác sẽ thấy có một cái mâm gây rất nhiều tranh cãi, có người kêu xấu, có người kêu đẹp. Cá nhân tôi thì cũng không thích lắm với bộ mâm này đâu. Thì cái này tôi nghĩ là phay đi một lớp nhẹ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Với cái mâm này thì nó sẽ có kích thước là 16 inch nhé, và 4 phanh đĩa, trước sau là 4 phanh đĩa hết. Đèn đầu của ta sẽ là đèn LED nhé. Nó chói quá các bác sẽ không thấy nhé, 3 bóng LED bên trong này. Pha cốt LED. Chúng ta sẽ có sẵn đèn LED ban ngày ở trên này, mini LED này. Là đèn tự động, có chức năng gạt mưa tự động. Động cơ này khoảng 120 mấy mã lực thôi. Xi nhan gương, chỉnh điện, gập điện. Cái đuôi xe thì cái đèn hậu của con này khá là đẹp, tại vì nó sẽ nối liền giữa trái và phải. Nó có hình chữ T, nối qua bên kia hình chữ T nữa. Cả miếng lùi cam lùi đầy đủ ha. Dung tích cốp cũng khá lớn ấy, 474 lít. Nhưng mà cốp này với phiên bản này thì nó sẽ không thông với phía trong kia. Về các trang bị an toàn thì cũng đầy đủ nhé. Bản này nó cũng có 6 túi khí cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe điện tử đầy đủ. Loa này các bác, bản này có 6 loa nhé. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Vô lăng thì thiết kế giống Tucson, có ga tự động cruise control đầy đủ. Vô lăng bọc da hết. Màn hình này rất đẹp nha. Cho các bác xem cái giao diện của cái màn hình này. Đấy, màn hình rất đẹp, màn hình kỹ thuật số. Với phiên bản này thì các bác sẽ có 3 cái chế độ lái này, đó, có thể tùy chọn. Bên này 10.25 inch, có bản đồ, có Apple CarPlay, Android Auto. Rồi điều hòa sẽ là điều hòa tự động hết nè. Có đề từ xa đầy đủ nhé. Đấy, đối với màu xanh và màu đỏ, phiên bản 1.6 AT đặc biệt thì đang giảm 56 triệu, còn 613 triệu giá xuất hóa đơn. Chi phí lăn bánh thì ở tỉnh thì chưa tới 700, ở Sài Gòn sẽ hơn 700. Các bác cần cái bản giá chi tiết hỗ trợ ngân hàng bảo hiểm gì đấy thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số trên tiêu đề. Còn các bác nào ở trên TikTok, chúng ta có thể bấm vào phần profile sẽ có số điện thoại để các bác liên hệ. Cảm ơn các bác rất nhiều.